Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải, kênh tin tức cộng đồng Bên Quốc Việt Nam. Như vậy là đúng theo kế hoạch giảm tốc độ khai thác hàng tháng thì BKT đã chính thức cho giảm tốc độ khai thác trong tháng 7 này và tốc độ khai thác cơ bản giảm từ 0.0193B trên 1 giờ xuống còn 0.0187B trên 1 giờ tức là giảm 3.1% nó cũng gần tương đương như là tháng 6 tức là giảm 3% như vậy là trong một ngày bạn sẽ khai thác được tối đa 0 phớt 4488 bi tức là 10 ngày bạn chỉ khai thác được tối đa 4 phớt 488 bi và trong một tháng 30 ngày bạn chỉ khai thác được tối đa 13 phớt 464 bi bạn thấy thật khủng khiếp không khi mà mới bắt đầu cho khai thác thì mỗi ngày chúng ta có thể khai thác hàng chục bi là một chuyện hết sức bình thường nhưng đến thời điểm hiện tại thì một tháng chúng ta chỉ khai thác được tối đa hơn 13 bi mà thôi nếu chúng ta không bỏ lỡ phiên khai thác nào nhưng điều này chưa là gì so với vài năm nữa bạn hãy tưởng tượng xem hiện tại một tháng bạn chỉ khai thác được 13 bi nhưng một năm nữa 2 năm nữa một tháng bạn chưa chắc khai thác được một bi chứ đừng nói gì đến mười mấy bi cho nên tốc độ hiện tại sẽ là mơ ước của tốc độ vài năm nữa cho nên các bạn nhớ kích tay xét chăm chỉ và đúng giờ và không bỏ lỡ phiên khai thác nào nha video chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về bên Network. xin chào và hẹn gặp lại